Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Tát Xá do Đam Mỹ Tưởng Truyện thực hiện. Chương 9. Tưởng Thừa vứt điếu thuốc đi, xoay người đi ra ngoài ngõ. Này, đừng ra ngoài, Vương Húc la lên. Cậu tưởng tôi sợ phiền phức sao? Hầu tử đám người đó thực sự không cho vào được. Tháng 7 học kỳ trước còn có người bị đánh tới nhập viện mấy tháng trời. Không chọc vào được, Tưởng Thừa xoay đầu nhìn cậu ta. Những người lợi hại như vậy, kêu một cố phi tới liền có thể chọc vào được. Đại phi không giống, cậu ta từ nhỏ ở vùng này lăn lộn lớn lên. Hơn nữa, dù sao cậu nghe tôi là được. Cậu coi như là giúp tôi một lần, tôi không thể để cậu ra đó sao cho người ta. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa cậu ta giết cha ruột của mình. Tưởng Thừa đột nhiên nhớ tới lời của Lý Bảo Quốc, không hiểu tại sao lại cười lên. Nổi thành cố của một thành phố nhỏ này, mấy con phố, một truyền thuyết, đúng là thú vị. Cậu cười cái con cờ đó. Vương Húc bị cậu ta cười tới nổi lửa. Tưởng Thừa không để ý cậu ta, chuẩn bị tiếp tục đi. Vừa bước chân, Vương Húc đã từ đằng sau ôm chầm lấy, sau đó ôm cậu kéo trở về. Này, Tưởng Thừa bị cậu ta làm giật mình. Buông tay, cậu có bệnh à? Bệnh? Vương Húc ngây người, mạnh mẽ buông tay ra. Tôi không có bệnh, tôi mới không có ý gì, cậu đừng hiểu lầm. Tưởng Thừa nhìn cậu ta. Tôi có nói cậu có ý gì khác sao? Tưởng Thừa thở dài, châm thêm một điếu thuốc ngậm vào, ngồi xổm ở góc tường hít gió, cầm nhành cây nhỏ vẽ lung tung không mục đích lên tuyết trên đất. Đại Phi! Vương Húc cầm điện thoại, đè dòng xuống, cứ như đám người hầu tử đang ở sách phát sân của bên cậu. Chúng tôi bị hầu tử chặn rồi, chạy rồi, không phải, bây giờ chưa ra ngoài. Đánh cả mặt đầy máu đó, làm sao mà đi được? Còn có thể là ai? Tôi, còn có Tưởng Thừa. Vương Húc vừa nói vừa dòng qua bên Tưởng Thừa. Tưởng Thừa không có giao lưu ánh mắt với cậu ta. Vương Húc mặc dù không phải bản lĩnh không bao nhiêu, nhưng cũng không phải một người sợ sệt. Cậu ta bây giờ bị dọa thành bộ dạng này, đoán chừng đám người đó đúng là không dễ chọc. Thật ra lúc cậu ở trường cũ lăn lộn bừa bãi, cũng không quá muốn đi chọc người ở bên ngoài phiền phức. Chỉ là vừa nghĩ đến đầu dây bên kia là cố phi, cậu lại cảm thấy không bằng đi ra đánh đài một trận. Nhưng cậu vẫn còn lý trí, việc này đi ra có thể không phải chỉ một hai trận đánh là được. Đại phi hồi nữa sẽ tới. Vương Húc ngắt điện thoại, chân ở trong đống rác khẩy tới khẩy lui. Cậu ta đang dắt em gái đi ăn mì, còn chưa ăn xong. Tưởng Thừa thì quả thực cạn lời. Vương Húc ở trong đống rác tìm ra được một cây côn gỗ dài hơn nửa mét, đã tới bên chân cậu. Sau khi lục một hồi cũng không có thu hoạch gì, lại bắt đầu phá cái ghế nát còn ba cái chân kia. Làm gì vậy? Tưởng Thừa nhìn cậu ta. Tìm chút vũ khí. Hầu tử bọn họ rành vùng này, lỡ như tìm được trước đại phi thì sao? Tưởng Thừa thở dài, cầm cặp lục tới lục lui, móc ra một con dao, ném tới bên chân cậu ta. Dùng cái này đi. Trời! Vương Húc nhìn thấy con dao liền giật mình, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu. Cậu, mẹ nó thật là học bá nào lại không có việc gì mang dao ra đường. Tôi cũng chưa dùng qua, lưới chưa mài, chuyên dùng để dọa người. Tưởng Thừa đáp trả. Vương Húc nhặt lên, nghiêm túc nhìn một hồi, đi tới trước mặt cậu ngồi xổm xuống. Tưởng Thừa, tôi chọc cậu không nổi. Tưởng Thừa nhìn cậu ta không nói chuyện. Chuyện của hai chúng ta đã sáng tỏ, chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng, thấy thế nào? Vương Húc thỏa hiệp. Lời này cậu nhớ kỹ là được. Học bá chúng tôi phải học, rất bận, không có thời gian chơi đùa vớ vẩn với cậu. Tưởng Thừa đáp. Câu này nói xong, hai người không lại nói chuyện, im lặng ngồi xổm trước mặt nhau. Ngồi một hồi, Vương Húc lại mở miệng. Tôi cho cậu một lời khuyên. Tưởng Thừa nhìn ngón tay đang kẹp đầu thuốc lá, khói thuốc trong gió nổi lên xoay động điên cuồng trong ngắn ngủi là biến mất, một chút dấu vết cũng không còn. Nếu hầu tử tới trước thì cậu nhận thua. Chúng ta còn non, cũng là học sinh, không có cách nào chơi liều với mấy người lăn lộn xã hội đó được. Vương Húc đưa ra điều kiện. Tưởng Thừa có chút kinh ngạc, nhìn cậu ta trong đầu của thiếu niên này, cư nhiên là còn một chút IQ sót lại. Là cố phi nói. Vương Húc bổ sung thêm. Tưởng Thừa
có chút muốn chọt điếu thuốc lên mặt cậu ta để dập tắt. Cố phi, tới kỳ thật không tính là chậm, cũng có lẽ là khoảng 10 phút, cậu ta đạp xe xuất hiện. Điều khiến Tưởng Thừa khó mà hiểu được chính là cậu ta cư nhiên còn mang theo cổ miếu tới. Cô nhóc nhỏ đang cầm sợi dây thừng buộc ở yên sau, đạp trên ván trượt. Một nhà bị bệnh. Cố phi vừa chấm chân xuống, cổ miếu đã từ ván trượt nhảy xuống, đầu ngón chân móc ván trượt một cái, tay bắt được ván trượt đang bật lên. Em ấy ôm ván trượt đi tới trước mặt Tưởng Thừa, cười cười với cậu, sau đó lại chạy về phía bên Cố Phi, dựa đứng bên chân cậu ta. Hồi nãy ai động thủ? Cố Phi hỏi. Tôi, làm sao? Tưởng Thừa đứng dậy đáp. Cậu đụng mặt hầu tử rồi hả? Vương Húc nhanh chóng hỏi. Đang ở cửa hẻm, Cố Phi xoay đầu nhìn qua, chắc lúc này cũng sắp tới. Để, chúng ta còn có thể đi không? Vương Húc nhíu mày. Còn phải xem cậu muốn đi như thế nào. Có hai cách giải quyết. Cố Phi bình tĩnh nhìn Tưởng Thừa nói. Tưởng Thừa rõ được lúc này có lẽ đã thực sự rước lấy chút phiền phức, thở dài, tay đút vào túi dựa vào bên tường. Nói đi. Để hắn ta tìm tới, đánh bại, về nhau coi như xong. Nếu không muốn, bây giờ mang các cậu ra, sau này bọn hắn còn chặn các cậu thế nào nữa thì phải xem vận may. Cố Phi nói. Vương Húc khẩn trương nhìn Tưởng Thừa. Cho đánh lại không thành vấn đề, nhưng nói rõ trước, hơn một chút tôi liền đánh trả. Lúc hầu tử tới trong mũi còn nhét bông gòn, Tưởng Thừa cảm thấy hắn có lẽ là tiểu cầu có chút thấp, thời gian lâu vậy rồi máu cũng chưa ngừng được. Như lời Vương Húc nói, lần này người hầu tử mang theo đúng là nhiều hơn. Vừa quét mắt qua, có 7-8 người, nồng nặc khí chất lưu manh của thị trấn nhỏ. Nhị Miếu, ra cửa ngó đợi anh, Cố Phi nói. Cố Miếu nhìn qua Tưởng Thừa, đặt ván trượt, dẫm lên trên mấy bước, từ trong đám người như mũi tên xuyên ra ngoài. Cậu cũng ra ngoài đi, Tưởng Thừa nói. Cố Phi chống xe nhìn chằm chằm cậu một hồi. Vương Húc cùng tôi ra ngoài. Tôi... Vương Húc có hơi do dự nhìn Tưởng Thừa. Đi ra đi, Tưởng Thừa nói. Loại chuyện đơn thuần là chịu đòn này, cậu không muốn có khán giả. Cố Phi xách đầu xe quẹo ra, Vương Húc cùng đi theo. Hầu tử một mặt u ám đi tới chỗ Tưởng Thừa. Lúc Cố Phi đi sát qua người hắn, đột nhiên bắt lấy tay phải của hắn, lôi tay để trong túi của hắn ra. Làm gì? Hầu tử nhìn cậu. Cố Phi không nói, thuần theo cổ tay hắn, mạnh mẽ rút một cái từ trên tay cầm một món đồ, ném tới bên chân tường bên cạnh. Kim loại đụng vào tường phát ra một âm thanh trong trẻo. Tưởng Thừa thuần tay theo âm thanh nhìn qua, là một bàn tay gấu màu đen. Tay gấu là vũ khí có 4 lỗ để đặt tay vào trong ngón trỏ. Đồ chó, phép tắc thì vẫn phải có. Sầm Cố Phi không cao nói cậu, đạp một cái ngồi lên xe ra ngoài cửa hẻm. Cậu ta sẽ không có chuyện gì phải không? Vương Húc đứng dưới một cái cây chổi ở ngõ hẻm cụt, rồi rụt đầu lại, nhìn cổ miếu đạp ván trượt nhanh nhẹn quanh một đống tuyết ở cây. Sợ có chuyện gì thì đừng gây sự, Cố Phi nói. Tôi không có gây sự, tôi thấy hầu tử đều chạy. Vương Húc nói, định mệnh. Nó làm sao mà tôi biết hôm nay là phải đụng phải hắn, Tưởng Thừa không biết lai lịch hắn đã trực tiếp động thủ rồi. Chuyện hai cậu thì giải quyết rồi hả? Cố Phi nhìn trên mặt của cậu ta, cậu có phải đã quỳ xuống xin cậu ta đừng đánh vào mặt không? Xong rồi, Vương Húc thở dài xoay đầu nhìn thoáng vào bên trong hẻm. Tôi coi như mở mang tầm mắt rồi, học bá còn có cớ này tôi chọc không nổi. Cố Phi cười, chưa qua được mấy phút, đám người hầu tử đi ra ngoài. Sắc mặt hầu tử có chút không quá tốt, nhưng nhìn qua cả người vẫn tính là bình thường. Mấy vị đi đằng sau thì không quá tươi đẹp gì, trên trán sưng rõ một cục lớn. Cậu ta đánh trả rồi hả? Vương Húc vừa nhìn liền gật mình. Hầu tử nhìn nhau với Cố Phi xong cũng không nói thêm nhiều, mang theo người rời đi. Đạch, Tưởng Thừa, thằng ngốc nó đâu? Vương Húc nhìn vào trong hẻm. Cố Phi nhíu mày, nhìn bộ dáng này, Tưởng Thừa chắc chắn đã đánh trả. Có lẽ không phải là chủ động, là có người đã hơn một chút, nhưng theo lý mà nói, hầu tử dưới loại tình huống này sẽ không đi phá quy tắc. Vậy Tưởng Thừa đâu?
coi như là quẹo qua vài vòng con ngõ, cũng không đến mức lâu như vậy, còn chưa ra. Điện thoại trong túi cậu reng lên, móc ra xem, cư nhiên là Tưởng Thừa gọi tới. Cậu ở đâu? Tôi lạc đường rồi, Tưởng Thừa nói. Cái gì? Cố Phi vô cùng sốc. Lạc đường? Đúng đó, lạc đường. Lúc nãy vào là quẹo đi một mạch, lúc này tôi không biết đã quẹo đi đâu rồi. Hẻm chỗ này của các cậu xây dựng theo mê cung hả? Tưởng Thừa vô cùng khó chịu. Cậu đợi chút. Nhì Miếu và dắt Tưởng Thừa ca ca ra ngoài. Cổ Miếu đạp trên ván trượt, quẹo đầu lại, nhanh chóng vụt vào trong hẻm. Tưởng Thừa nghe thấy tiếng bánh xe ván trượt kêu một tiếng. Cố Miếu! Bóng của Cố Miếu từ trong ngõ bước ra, vọt ra vẫy tay cối cậu. Tưởng Thừa đi theo, thật ra vừa nãy chính là đang từ đây đi ra. Cùng Cổ Miếu kẹo thêm một con hẻm nữa thì liền nhìn thấy được con đường nhỏ lúc trước. Trời, sớm biết gần như vậy, đã không gọi cú đó cho Cố Phi, mất mặt như vậy rồi. Hôm nay số mặt bị mất đi đúng là đủ góp thành một bộ ga giường. Có chuyện gì không? Vương Húc vừa lấy điện thoại ra hỏi thì nhìn chăm chăm lên mặt cậu phía sau. Không có gì. Tưởng Thừa xoa xoa bụng. Không đánh vào mặt à? Vương Húc nhìn tay cậu. Sao rồi? Cậu muốn đánh? Tôi chỉ hỏi một chút thôi. Đánh vào bụng hả? Đau không? Đói rồi. Tưởng Thừa nói. Cậu ra tay rồi phải không? Cố Phi tiếp tục hỏi. Tôi thấy lúc nãy người đó ra trên đầu một cục lớn, làm như thế nào vậy? Tôi đã nói làm nhiều hơn thì tôi sẽ đánh lại. Tưởng Thừa có chút không kiên nhẫn trả lời, cầm đầu hắn đập vào tường một chút. Sao, cậu muốn thử một chút không? Tôi về nhà đây, tôi đi đây. Vậy cái kia, Đại Phi, trưa mai tôi mời cậu ăn cơm. Vương Húc với lại. Sau khi Vương Húc rời đi, Tưởng Thừa và Cố Phi cùng nhau đứng lại chỗ nhìn Cổ Miếu chơi trượt ván. Nhịn một hồi, Tưởng Thừa mới mở miệng nói một câu. Cảm ơn nha. Mặc dù vẫn bị Hầu Tử đánh hai quyền ở ngay dạ dày, bây giờ còn có chút muốn nói. Nhưng nếu không có Cố Phi, cũng sẽ không thể chọn được cách giải quyết này. Nếu không phòng, chừng sau này cậu ra đường gặp phải Hầu Tử đang tuần tra, vậy thì ngày tháng sau này liền khó qua. Cậu thật sự không sao? Cố Phi nhìn thoáng qua. Tưởng Thừa một chút cũng không muốn thảo luận chuyện này. Cậu nghĩ... Cậu ăn chưa? Chưa. Vừa nãy Vương Húc nói cậu đang ăn mì, ăn xong mới tới đây mà. Vậy hai cậu đã bị người ta đánh nhừ rồi. Tôi ở đường dành cho người đi bộ ăn mì, thực sự ăn xong rồi mới qua cũng phải mất cả nửa tiếng. Phải đi thôi, đi ăn một chút. Em muốn ăn gì? Tưởng Thừa nhìn Cổ Miếu hỏi. Cổ Miếu hiển nhiên sẽ không trả lời cậu, chỉ nhìn Cố Phi. Em dẫn đường đi. Cố Phi vỗ vỗ nhẹ lên đầu em ấy. Cổ Miếu lập tức đạp lên ván trượt vọt đi. Nhìn qua chính là đi tới quán đồ nướng lúc trước. Lên xe. Cố Phi nhìn Tưởng Thừa. Thôi tôi đi bộ qua. Cố Phi không nhiều lời, tự mình đạp xe rời đi. Tưởng Thừa thở dài, nhấn dạ dày của mình, có chút muốn nói, cũng không biết là đói hay là do hai quyền đó của Hầu Tử. Cố Miếu chọn một quán đồ nướng gần đó nhất. Lúc Tưởng Thừa dạo bước tới, em ấy đã dọn ra một đống đồ ăn. Lúc Tưởng Thừa ngửi thấy mùi thơm của đồ nướng, khó chịu ở dạ dày mới từ từ tan biến, chỉ còn lại cảm giác đói bụng mãnh liệt. Cậu đi qua chỉ vào thịt. 10 xiên giống vậy, thêm 2 cân tôm hùm chua cay. Tiệm này không có tôm hùm chua cay, cậu là đi tới một tiệm cách đó nửa đường mua 2 cân tới. Lúc mấy đĩa thịt lớn cùng nhau chất đống lên bàn, Cố Phi nhìn không được hỏi, cậu luôn có thể ăn được như vậy sao? Ông nội Tiểu Minh sống tới 103 tuổi, Tưởng Thừa cầm một xiên thịt lên để cắn trên miệng. Câu chuyện là hôm qua ở trạm xe buýt chờ xe, nhìn thấy một đứa trẻ cầm một bịch sô-cô-la lớn, ăn một hồi thì hết nửa bịch. Tôi xuất phát từ hảo tâm nói, đứa bé à, sô-cô-la không có thể ăn nhiều sẽ bị bệnh. Đứa bé nói với tôi, ông nội con năm nay 103 tuổi. Tôi nói, bởi vì ăn sô-cô-la. Đứa nhóc nói, không phải, bởi vì ông trước giờ không quản chuyện ba đồng. Cố Phi cười lên, kêu ông chủ lấy thêm một bình rượu sái hồng nhị. Tưởng Thừa muốn hỏi một chút cậu ta có phải khi ăn đều phải uống rượu hay không, nhưng ông nội 103 tuổi của Tiểu Minh ngăn cậu lại. Cố Miếu không nói chuyện, hai người cũng không có gì để nói, cho nên giống với lần trước ăn thịt nướng, im lặng mà ăn xong. Như vậy cũng tốt,
ăn được no. Mỗi lần cậu cùng Phan Chí An đều bởi vì nói quá nhiều mà thường ăn không no, phải thêm bữa. Chính là trong một tiệm đồ nướng náo nhiệt như thế này, bàn của bọn họ lại như một cảnh tượng xinh đẹp. Ông chủ mỗi lần đi qua đều nhìn thêm vài lần, không chắc còn tưởng hai cậu đánh nhau tới quán đàm phán, bất cứ lúc nào cũng có thể đứng dậy rút dao. Cho tới khi Cổ Miếu ăn xong, cởi nón xuống gãi đầu, Tưởng Thừa mới phá vỡ im lặng. Tại sao lại mua cho nó cái nón xanh lá? Tưởng Thừa hỏi Cố Phi, câu này từ ngày đó ở trong tiệm mới thấy được Cổ Miếu đổi đã bắt đầu khiến cậu tới giờ vẫn luôn bối rối. À, nó thích màu xanh lá, Cố Phi nói. Tưởng Thừa nhìn nón xanh lá của Cố Miếu, câu trả lời của Cố Phi mãi mãi đều logic như vậy, khiến người ta không biết phải tiếp lời như thế nào. Có thể mua nón này, màu này cũng là một kỳ tích ha. Cổ Miếu lắc đầu. Hả? Tưởng Thừa nhìn em ấy. Không phải mua, Cố Phi nói. Là đan. Tưởng Thừa sờ nón, đúng là không nhìn ra được, thủ công cũng rất tốt. Ai đan cho vậy? Mẹ cậu. Cố Miếu cười chỉ Cố Phi. Tưởng Thừa mạnh mẽ quay đầu nhìn Cố Phi. Trời đất, thiệt hả? Văn hóa một chút đi. Cố Phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu. Tưởng Thừa có hơi ngại cười với Cổ Miếu, lại xoay đầu nhìn Cố Phi. Là cậu đan, cậu còn biết làm cái này hả? Cố Phi đáp cụt lủn. Tưởng Thừa đột nhiên thấy ấn tượng với Cố Phi trong đầu mình đã trở nên mơ hồ. Một người bị kẹo trong túi, biết đàn nón nên, mang tội giết người, người bị giết còn là cha ruột. Ăn xong đồ nướng, Cố Phi leo lên xe đạp, Cố Miếu cởi dây thừng buộc ở yên sau xe đạp ra nắm ở trong tay, đạp lên ván trượt đu theo. Chú ý an toàn nha, Tưởng Thừa thật sự không biết lên nói cái gì. Ngày mai gặp lại, Cố Phi nói xong liền lôi theo Cố Miếu biến mất trong đám người trên con phố nhỏ không người qua lại. Tưởng Thừa thanh toán xong mới hồi phục lại tinh thần. Ngày mai gặp. Ngày hôm nay đã xong rồi sao? Hôm nay tất nhiên là chưa xong, chiều nay còn có 3 tiết học, chính trị còn có tới 2 tiết. Trong chớp mắt Tưởng Thừa nhìn vào thời khóa biểu, liền cảm thấy một trận buồn ngủ. Nguyên buổi chiều, Cố Phi không có xuất hiện, đúng là ngày mai gặp. Tưởng Thừa nằm trên bàn ngủ một buổi chiều. Lợi ích của việc Cố Phi không tới lớp đó là Chu Kính sẽ không lại quay đầu xuống nói chuyện, cũng rất là yên tĩnh. Cảm giác tồn tại của giáo viên chính trị còn thấp hơn cả Lão Từ, là một người trong suốt nhất trong số tất cả các giáo viên hôm nay từng gặp. Lúc giảng bài trên bục, thậm chí còn phải không ngừng nâng cao âm lượng để cho âm thanh của mình có thể nghe được trong một lớp tiếng ong ong không chút kiêng kỵ. Lúc tiết cuối cùng, Phan Chí gửi tới một tin nhắn. Tiết tự học, không có giáo viên, sướng. Tưởng Thừa nhìn thoáng qua giáo viên trên bục giảng, gửi lại cho Phan Chí một tin. Tôi vẫn luôn rất sướng, tiết này như một cái chợ bán thức ăn. Cậu dù sao lúc nào cũng là yên tĩnh để tìm giấc ngủ, làm ổn tới giấc ngủ của cậu rồi phải không? Cậu hiểu cái rắm. Tưởng Thừa thở dài, Phan Chí đúng là không hiểu. Cậu vào lớp chung quy là đi ngủ, nhưng cũng không phải lúc nào cũng sẽ ngủ. Lúc nhắm mắt cậu vẫn sẽ nghe giảng, lúc sắp ôn thi cậu cũng sẽ không ngủ và trốn học. Bây giờ hoàn cảnh này, cậu cũng thật có chút lo lắng cho chất lượng của học bá này có giảm xuống hay không. Chuông tan học vừa vang, trong lớp tức khắc một mảnh náo động, dường như tất cả mọi người đều là trong nháy mắt thu dọn xong đồ đạc của mình. Người đi cứ đi, người nói cứ nói, tác phong sung sướng. Tưởng Thừa thu dọn đồ đạc, xách cặp rời khỏi phòng học. Lúc đi qua hành lang cảm thấy được đông đảo ánh mắt nhìn. Cậu quét qua bên cạnh, không ít người đang dựa trên lan can nhìn cậu, cũng không phân biệt được là lớp 11 hay 12, trong mắt đều mang theo nghiên cứu và hiếu kỳ. Cậu quay đầu tìm thử Vương Húc, chắc chắn là tiểu tử đó đã nói cái gì rồi. Không chắc là đã đem chuyện này để trở thành một đứa lợi hại gì đó, mạnh mẽ đi chém gió một phen. Lúc xuống lầu điện thoại vang lên, cậu đoán là Phan Chí, nhưng khi lấy ra lại thấy được là một dãy số lạ. Alo, Tưởng Thừa phải không? Có hàng tới rồi, cậu đi nhận đi. Bên đầu dây kia nói, Tưởng Thừa ngây người ra rồi mới phản ứng lại hỏi lại phía bên kia, không phải là chuyển phát nhanh, là vận tải, phải tự mình đi lấy. Hỏi xong địa chỉ lại hỏi thêm đồ là từ đâu mà có, sau đó rồi cúp máy.
Đó là đồ của lão mẹ gửi tới, chắc toàn là những thứ đồ lộn xộn trong phòng cậu. Trước đó chuẩn bị cho cậu thẻ ngân hàng, bây giờ lại tỉ mỉ gửi đồ của cậu tới, nhưng lại không liên hệ với cậu. Cậu không biết là lên cảm ơn lão mẹ hay là lên hận bà. Có điều trong lòng đừng nói là hỏng bét, là cơ hồ mấy ngày nay cậu đã bắt đầu có chút chết lặng. Lúc nghĩ tới sẽ cảm thấy trong lòng một trận co rút, nhưng rất nhanh liền qua đi. Cậu từ từ đi về, lúc này Lý Bảo Quốc chắc chắn không có ở nhà, buổi tối có thể là một mình ăn. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng quyết định ăn chút sủi cảo là được. Lúc chưa ăn rất nhiều, lúc này cũng chưa cảm thấy đói. Ở gần nhà Lý Quốc Bảo có tụ tập một quảng trường nhỏ, có không ít quán ăn. Lúc Tưởng Thừa tản bộ ngang qua vẫn còn rất náo nhiệt, có một tiệm sủi cảo rất sạch sẽ. Tới quảng trường phải đi qua một cầu vượt nhỏ. Lúc Tưởng Thừa đi nhanh tới bên cầu thì nhìn qua bên đó, bước chân khựng lại. Tuyết đã ngừng, buổi chiều ánh mặt trời cũng rất tốt. Mặc dù lúc này mặt trời đã xuống núi, nhưng bầu trời vẫn còn như đang trải tia sáng màu vàng nhàn nhạt. Cây cầu nho nhỏ cũng nhuộm lên sắc màu ấm áp. Tưởng Thừa ngay trước mắt này cũng cảm thấy lòng mình thật yên tĩnh, buồn bực trong một ngày hỗn loạn đều tan đi hết. Cậu gia tăng cước bộ đi trên cầu, nếu như tới sớm hơn nửa tiếng nữa, ở đây chắc chắn sẽ càng đẹp. Đây có lẽ là nơi đẹp nhất từng thấy được khi ở nhiều ngày như vậy trong thành phố rách nát này. Người đi trên cầu không nhiều, lúc đi gần tới giữa cầu, cậu nhìn thấy phía trước có một người đang cầm máy ảnh, chắc là đang chụp hình cây cầu và bầu trời. Nhìn mặt nghiêng, không, nhìn chân liền biết được là Cố Phi. Nhận ra được đây là Cố Phi một chút cũng không bất ngờ. Bất ngờ là Cố Phi trốn học cả buổi chiều sẽ ở nơi này, còn cầm theo máy ảnh và túi máy chụp hình, nhìn qua liền biết là chuyên nghiệp. Chẳng trách cậu ta không cho Chu Kính mượn máy ảnh. Tưởng Thừa đang do dự xem nên đi qua đó hay là đi một bên khác vờ như không thấy Cố Phi. Dù sao hai người cũng chẳng có gì để nói. Lúc định cất bước, Cố Phi có lẽ đã chụp xăm, xoay người đi về hướng của cậu. Lúc này vờ như không thấy đã không quá còn khả năng nữa. Tưởng Thừa thở dài, nghênh đón cậu ta bước tới. Đang lúc muốn hỏi thăm, không có lời thì tìm lời để nói, Cố Phi đã nhìn thấy cậu. Sau khi khựng lại một chút, nâng máy ảnh trong tay lên chế vào cậu. Tưởng Thừa kinh ngạc, không kịp giơ tay lên che mặt đi, đã nghe thấy tiếng chụp mèo tam thể của ông nội cậu ta.